Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang chủ trì phối hợp với tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã long trọng tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Kiên Giang năm 2023. Tỉnh Kiên Giang có nhiều sông ngòi, kênh rạch và biển đảo. Việc không biết bơi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đuối nước, nhất là trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng bơi lội cho trẻ là yêu cầu cấp thiết đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Thời gian qua, các cấp các ngành cũng như cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực mở các lớp dạy bơi cho trẻ. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học bơi của người dân. Trong khuôn khổ hoạt động hè, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các phong trào hoạt động nhằm tuyên truyền vận động trẻ em tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là các khóa học bơi lội, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho trẻ, đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, hạn chế tâm lý sợ sệt khi tiếp xúc với nước. Qua các hoạt động còn phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước. Kính thưa quý vị, tôi tin rằng lễ khai mạc hè hôm nay sẽ tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng để đông đảo thanh thiếu nhi, học sinh và nhân dân toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động hè dành cho trẻ em. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hè ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Kiên Giang năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Tại lễ khai mạc, anh Phan Đình Nhân, bí thư tỉnh đoàn Kiên Giang đã đánh trống khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Kiên Giang năm 2023. Dịp này, các mạnh thường quân đã tặng vé bơi miễn phí cho trẻ em 12 xã phường trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Ngay sau buổi lễ, câu lạc bộ bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang đã biểu diễn một số nội dung bơi lội cơ bản. Việc học bơi, biết bơi là trải nghiệm vô cùng quý giá đối với các em. Điều này không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, mà còn là hoạt động vui tươi lành mạnh, giúp các em thoải mái hơn trong thời gian dài tham gia học tập căng thẳng. Con thấy môn bơi này khá là thú vị, cho con nhiều sức khỏe, rèn luyện với con. Nói chung là những động tác bơi tránh cho mình bị chết đuối, cho nên con chọn môn bơi. Như là từ lúc em học bơi hôm nay thì em đã có thêm sự tự tin trong khả năng bơi lội và giúp em không sợ hãi khi đi biển hồ. Trong cái mùa hè năm nay thì việc đầu tiên là giảng dạy cho những em ở lớp cơ bản là giảng dạy cho em các em cái kỹ thuật bơi ếch cơ bản để các em biết để phòng tránh các tình trạng là bị đuối nước. Rồi sau khi các em mà thực hiện xong cái kỹ thuật bơi ếch cơ bản rồi sẽ giảng dạy cho các em là kỹ thuật đứng nước. Cái kỹ thuật đứng nước thì để áp dụng vô cho các trường hợp, ví dụ như là nước sông là môi trường nước chảy, còn nước biển là môi trường có sóng và các dòng chiều cường. Thì các em khi mà thực hiện được kỹ thuật bơi ếch cơ bản, đứng nước, bơi ếch cao đầu thì các em sẽ an toàn hơn trong các môi trường nước ngoài tự nhiên. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức hoạt động trò chơi vận động cho thanh thiếu nhi, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, tổ chức giải vô địch bơi lội tỉnh Kiên Giang năm 2023. Đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, phong trào Olympic quốc tế 23 tháng 6 1894, 23 tháng 6 2023. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.